Nơi đâu, trái phim gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi đôi mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 thì em xin gửi lời chúc đến toàn thể các bác chơi đôi trên miền Tổ quốc cùng gia đình có kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác 21 chủ đề băng cassette. Toàn bộ đây là băng tiếp 2. Băng tiếp 2 thì bên em là toàn bộ là có phôi cỏ Đức này, có phôi cỏ Nhật này, một nước để thu âm cho các bác. Đấy, và bên em thì thu trên nguồn gốc cũng nhé, chứ không có thu nhạc trên mạng. Đấy, thế nên là toàn bộ là album là đi theo album chủ đề gốc. Đấy. Và em xin giới thiệu thì em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, ở số điện thoại em là 0907 232 69. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn là Zalo em đều được. Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ đến kiểm tra, nếu không may cuốn băng nào bên em mà gửi đi mà nó có sự cố đấy thì các bác cứ gửi lại bên em đổi cuốn khác cho các bác. Và sau đây thì em xin giới thiệu ở từng album để các bác được chọn lựa. Và bên em bán từ 3 cuốn trở lên. Và bác nào chuyển đủ tiền thì bên em sẽ bao ship. Còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em. Đấy. Và bác nào mua từ 5 cuốn trở lên và chuyển đủ tiền thì cuốn thứ 5 có giá là 100.000, giá 100.000. Còn bác nào mua từ 10 cuốn trở lên và chuyển đủ tiền thì bên em sẽ tặng kèm một cuốn. Đấy. Còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cứ trả thêm 40.000 tiền ship giúp em. Và chủ đề đầu tiên là chủ đề của nhạc bây giờ chiếc 75 nhé. 75 đây, toàn bộ hàng này là hàng 75 này, chiếc 75 đây, đây thương K5. Còn nào mà chưa có bản này thì cũng nên chọn cho mình. Thì album này em làm trên cuốn băng bát của Đức nhé, thời lượng là 90 phút. Đấy. Và rất là đẹp để các bác nghe và ngắm nhìn. Đấy, nó rất là chất lượng. Thì về phần tên bài hát ấy thì các bác chụp lại nhé, em thì em không đọc đâu, đọc thì nó mất rất nhiều thời gian, em buồn nó rất là lâu, các bác chụp lại và xem. Đấy. Thì cũng bằng Đức 90 phút này bên em bán giá 250.000 nhé. Tiếp đến là một cuốn của Khánh Ly, đây là Sơn Ca, đây là Sơn Ca 7, Khánh Ly hát về nhạc Trịnh Sơn. Đấy. Đây là Sơn Ca 7. Đấy. Cũng làm cái cuốn băng bát ép 90 phút của Đức, băng rất là đẹp. Và đây là những bài hát đây. Cũng có giá là 250.000. Tiếp đến đây là cũng có hai cuốn thương ca, nhưng mà làm trên cuốn băng TDK 90 phút thì có giá là 140.000 thôi, 140.000 thôi. Đấy, và cũng đẹp. Từ Khánh Đi, ghi Xuân Cao 7 cũng làm cái cuốn bằng TDK SA 90 phút cũng có giá 140.000. À, bên này Sơn. Tiếp đến là một cuốn có tiếng hát Chí Linh, làm trên cuốn băng TDK SA 90 phút cũng có giá là 140.000. Đây. Đây là chữ 75 quá nhé. Thì đến là một cuốn Thanh Tuyền 3 là Tuyền Không Biến Đỗ cũng nhạc chữ 75, thời lượng của nó là 90 phút. Đấy, bằng TDK đẹp. Buồn thì còn một bài hát sau. Em mà lên nét để bà quan sát. Và cũng có giá là 140.000. Tiếp đến là một cuốn Phận Gái Thuyền Quyên của Thanh Tuyền. Là yêu thích cô Thanh Tuyền thì đây. Làm trên cuốn băng tiếp 2 50 phút của Soli.
đây là những bài hát đây, tổng có 10 bài hát này. Mua này có giá là 120.000 nhé. Tiếp đến là một cuốn của Duy Khánh, Tình đời, tình bạn, tình yêu, là làm chứng băng soli 60 phút. Đây là in các nhé, không phải dán đâu. Soli là những cuốn băng rất là đẹp. Đây còn những bài hát sau. Đấy. Em mua này cũng có giá 120.000. Tôi biết bọn album ngày đó xa rồi. Chuyến băng ASEAN tiếp 2 50 phút nhé. Cũng có giá 120.000. Và đây là bài hát đây. Chị Linh Thanh Tuyền hát nhé. Tiếp đến là một cuốn của Giang Tử, Qua cơn mê. Cái con hai của Giang Tử, làm chứng cuốn băng tiếp 2 64 phút. ASEAN nhé. Ở đây là bài hát đây. Ừ, 12 bài hát. Cuốn này có giá là 120.000. Tiếp đến là cuốn Vũ Khanh, đây là album Cô Nắng Giềng, là do trung tâm ASEAN làm, đây là âm thanh rất là hay, làm những cuốn băng soli 74 phút này. Đây là album cũng đề đời của Vũ Khanh, về phần nhạc và lời hát nghe rất là sướng tai nhé, 14 bài hát. Ngoài có giá 120.000. Tiếp đến là một cuốn Vũ Khanh, Hà Nội ngày tháng cũ, làm chứng băng Maxell 80 phút, UD2 80 phút. Album này gồm có 14 bài hát thôi. Album này cũng có giá là 120.000. Tiếp đến là một cuốn của Khánh Ly, Kinh Khổ, cuốn băng 60 phút tiếp 2 Marcel nhé, số nhỏ. Và album này còn có những 12 bài hát. Nghe bài hát. Và có giá là 120.000. Tiếp đến một album Lũ Hoa Nhỏ của Hương Lan, album cũng khá là hay, làm chứng băng TDK 64 phút. Còn có 12 bài hát đây. Cuốn này có giá là 120.000. Thế đến là một album chuyện tình Ghiêu Lang Trích Nữ, làm những cuốn ASEAN 60 phút này. Cũng có 12 bài hát. Con này cũng có giá là 120.000. Tiếp đến là một cuốn tâm sự của làng Buran, gồm có Thanh Tuyền, Mai Khánh, Giao Linh, Thanh Phong hát. Đấy. Làm chứng băng TDK 60 phút cá heo xanh. Cái bộ này cũng có 12 bài hát đây. Một này cũng có giá là 120.000. Tiếp đến một album của Đoàn Hồ, Căn Gác Đu Đầy,
Bác mua băng các bác đi giúp em là nhớ cái chủ đề nhé. Nhiều bác cứ đọc cái bài hát bên trong này thì em không nhớ hết được album nào cả. Đấy. Cuốn băng UD, UD2 70 phút này. Đây, gồm có 14 bài hát đây. Giá cũng 120 nghìn. Tiếp đến là một cuốn băng của Quang Lê, tương tự là ca sĩ, là cuốn băng Soli 60 phút này. Cũng có 11 bài hát đây. Một là nghe nhạc cũng rất là hay. Hát cũng hay rồi, đúng không ạ? Quang Lê mà. Giá 120 nghìn. Tiếp đến là một cuốn Tình đầu tình cuối, gồm nhiều ca sĩ hát, làm cho băng Marcel 64 phút. Là đẹp. Đây, cũng có 13 bài hát, gồm nhiều ca sĩ, Ngọc Cạ, Thái Hòa, Khánh Ly này, Ngọc Anh, Edith Phương, Nguyễn Hưng này, Quỳnh Vi, Đoan Hồ, Ngọc Liên, Ý Lan, Thế Sơn, nhiều ca sĩ hát. Và cuốn băng này thì có giá là 140.000 nhé. Cô Vang. Tiếp đến là một cuốn băng của Trường Vũ, Cho Vừa Lòng Em. Trường Vũ làm cho cuốn băng Marcel tiếp 250 phút. Album này gồm có 8 bài hát. 8 bài hát thực tế là liên khúc nên là nó rất là nhiều bài lắm nhé. Đây, 1, 2, 3 cái liên khúc này. Thì cuốn băng này cũng có giá 120.000. Và cuốn cuối cùng là cuốn là Hạnh Phúc Đơn Sơ, Tình Đặc Biệt Thay Năm. Cuốn băng Marcel 64 phút này. Thì album này gồm có 12 bài hát. Đấy. Có Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ. Đấy, hát nhé. Và album này cũng có giá là 120.000. Nếu bác nào có nhu cầu mua album nào thì nhớ cái tên chủ đề giúp em này để đọc giúp em. Đấy. Và bên em thì xin nhắc lại là bán từ 3 cuốn trở lên, bác nào chuyển đủ tiền thì bên em sẽ bao ship. Bác nào nhận hàng thanh toán thì thêm 30.000 tiền ship giúp em. Còn bác nào mua từ 5 cuốn, mua 5 cuốn thì bên em cuốn thứ 5 thì sẽ tính giá là 100.000 thôi. Còn bác nào mua từ 10 cuốn thì bên em sẽ tặng kèm một cuốn nhé. Số điện thoại của em để tiêu đề của video là 0907 2329. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em đều được. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.